giờ mình sẽ bắt ra cái con nhông sáu sừng ha. Ở trên từ trên nhìn xuống ha. Đây. Đây là cái con này là con cái ha. Con này là con theo mình á, theo mình nhìn á thì con này nhìn nó màu nó đẹp. Mình thì có hai con này. Mình sẽ ấy nhẹ nó thôi, không nó sợ đâu. Con này nhìn rất là dễ thương ha, nó màu màu nó màu gọi là màu bạch kim bạch này bạch tạng ấy, nhưng mà nhìn nó nguyên nó là cái màu hồng hơn. Mấy con này thì nó vẫn sống ở dưới nước, mình cũng cho nó ăn. Người nó da nó trơn lắm mà nhẹ nó sợ. Còn con này thì nó màu vàng đấy. Con này thì bé nhất trong năm con. Con này thích con này với con màu hồng. Hai cái con màu đen rồi. Mình thích nhìn nó sẽ dơ dơ sợ sợ. Con này mấy cái con này thì nó phải sống ở dưới hồ nước ha. Cái vảy của nó có cái mang cá của nó có ba cái sừng nữa. Giờ nó lớn lên rồi mình nhìn nó rõ hơn. Còn con này muốn chui vô trong cái hộp này, nhìn trong cái hộp này nó một tròn nữa, mình nhìn thấy nó to. Con này là con to nhất trong đàn. Mấy con này thì nó ăn mới, mình cũng mới thay nước cho nó nên là nó ị, nó cũng dơ lắm. Đấy, giờ cái phần của nó cũng to. Kêu nó ấy nước ha, nó thỉnh thoảng nó vẫn ngọt ngồi 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 lên trên mặt nước để nó lấy oxy. Tay chân nó dễ thương lắm. Để mình bắt con đen này. Con đen này thì nhìn nó giống như con cá hậu kính, màu đen. Màu này thì gọi nó là màu màu đá cẩm thạch đó. Con này thì cái màu nó sáng hơn. Nó có hai con thôi. Mình nhìn mấy con này thì nó sợ ha, mình mới nuôi á, nhìn mấy con đen này mình sợ giống như con chằn. Mình thì vẫn nhìn mấy cái con màu hồng này, màu kim này thì màu bạch tạng này, nhìn nó đẹp hơn ha, nhìn nó dễ thương hơn. Mấy con này nó càng lớn là nó ăn càng nhiều. Nó có nhiều loại dành cho con này, mấy con này nó ăn ha.
nhưng mà mấy cái con này và cái thức ăn của nó thì nó chuyên dụng á, nó bán á, thì nó có cái đè ngoài đây luôn này. Nắp của, trên cái nắp của nó này, ba thứ ba là cái tên cái con này. Này cái tên của Nhật á, còn đây, tên tiếng Anh thì nó đây. Mình thì Việt Nam mình thấy gọi là trình nhông sáu sừng hay là nó ngồi lên mặt nước, trình nhông sáu sừng hay là khủng long sáu sừng hay trình nhông Mexico, có nhiều loại tên lắm, thì mình cứ gọi nó là trình nhông Mexico. Xài nhiều quá nhiều khi nó nhé nó sao con này nó mọc to nhất ở trong đàn, mình thì có 5 con. Con này mấy con này nó bơi trong nước nhìn đẹp lắm, nó có bốn cái chân đấy, nó đẹp lên đấy, nhìn đẹp. Con này cái bụng của nó là phần này, sau chân của nó nữa, có hai có hai u này lên là con đực này. Giỡn nó thế là nó cũng sợ, sợ mấy con này mới đầu mình sợ nó sợ lắm, nhưng mà sợ biết là cũng thích lắm, nó nhìn nó dễ thương. Cái đôi hai hai cái chân của nó cái mặt nó khờ lắm, nó cái đôi mắt của nó vậy, cái đôi mắt của nó đôi mắt của nó yếu. Mình mới cho nó ăn nuôi mấy con này thì nó to tầm khoảng 25 cm ha, nó tầm khoảng đó, mấy này mới tầm 18 18 17 18 cm à, nó phải to hơn tầm khoảng 22 25 á, nó đẹp hơn mấy hai hai con bạch tạng này, cái con màu màu gô đưa đồ này, màu màu vàng ha, còn hai con bạch kim này, hai con đá cầm tặc thì nó nhìn nó không có đẹp. Nó hồi nhỏ là mình nhìn thấy nó đẹp nhưng mà giờ lớn lên là nhìn không giống như con cái da của nó nhìn như con chằn, nhìn thấy nó đen nhìn nó dơ dơ. Chân ha, cái chân cái hai cái chi sau á, thì nó có 5 ngón, còn hai cái chi trước của nó thì có 4 ngón. Mà nhiều người nói thì cái bộ phận của nó mà nó, tay chân hay là cái đuôi của nó mà nó có bị cắt đi á, nó bị cụt đi á, thì có thể nó mọc lại tái sinh lại được nha.